cảm ơn MC ạ. Xin chào tất cả cộng đồng đất nước, cộng đồng pi đất nước ạ. Thằng Hùng cũng hơi bị hồi hộp. Xin tự giới thiệu đến tất cả anh chị em. Thằng tên đầy đủ là Lê Thị Thúy Hằng ạ. Thằng đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Người Việt Nam ở Hoa Kỳ ạ. Và các bạn cũng biết là pi của mình, nơi sinh ra pi, là trường đại học nổi tiếng ở thành phố mà mọi người ở đây ai cũng biết, là một thành phố lớn, một thung lũng silicon ạ, một cái trường đại học rất lớn, toàn là giáo sư tiến sĩ đầu ngành đấy ạ. Nên là các bạn hãy yên tâm 100% ở pi network ạ. Hằng đứng ở đây cam kết với các bạn là Hằng sẽ giúp tất cả những người mà có đường pi mà được cây xe rồi đấy ạ, đi sang đảo Hà Hoàng chú. Hằng tự tin nói về bóng đi, bởi vì Hằng có hơn một nghìn doanh nhân người Việt Nam ở bên Mỹ đang đứng ở trong hội đồng đi ạ. Và một anh tên là Phạm Ngọc Trai là một chủ về cái Ngọc Trai của đảo Hawaii ạ, sẽ đứng ra làm thư mời tất cả các bạn có đồng đi sang Hawaii ạ. Chúng rất là tự tin đứng ở đây là bởi vì Hằng đang là cái cầu kết nối các doanh nhân từ Mỹ về Việt Nam, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nên là các bạn hãy yên tâm là đồng đi mình là 100%, 100% thành công dù các bạn có những người ngồi ở đây, các bạn chỉ cần có từ 100 đi rồi dở lên thôi là các bạn sẽ trở thành triệu phú sau 3 năm nữa. Chỉ một chân đi thôi, 3 năm nữa các bạn sẽ trở thành triệu phú nữa. Còn các bạn mà từ 1000 đi trở lên thì các bạn sẽ là tỷ phú ạ. Và các bạn nào mà có từ 3000 trở lên thì các bạn sẽ là 3 tỷ phú nữa. Bởi vì các bạn thấy so sánh cách đây 10 năm thôi ạ, đồng bít nó giúp ra được bao nhiêu, đến bây giờ giúp được bao nhiêu triệu phú đô la đấy ạ. Các bạn biết là bao nhiêu triệu phú đô la thì có thành công ở đồng bít thì đồng đi của mình cũng như thế đấy, mà nó còn là cấp số nhân đấy ạ. Bởi vì là đồng bít này nó rất là hạn chế, nhưng đồng đi của chúng ta sẽ là hoạt động toàn cầu đấy ạ. Mà đây là được chính phủ Mỹ cấp phép ạ, cấp phép rồi nhé, chứ không phải là các cái đồng mà mọi người cũng gọi là đồng coin ấy, hay là đồng rút tiền gần đây là chưa được cấp phép. Riêng ở Mỹ mới được cấp phép cho đồng đi, và cái đồng Zolo coin ạ, có hai đồng đấy là đã được cấp phép ạ. Nên là mọi người hãy tự tin lên, hãy tự tin lên, Hằng sẽ làm cái cầu kết nối cho người Việt Nam xa Mỹ. Nên là tất cả các bạn tiêu pin thì cứ đăng ký cho chị thấy ạ. Để mà những cái người mà trung tuổi này, bằng tuổi của cô này, bây giờ ngồi ở nhà này, đúng không, rất là dỗi, ngoài cái việc giúp con cái trông các cháu thì có thời gian để vào máy thì các chúng mình để cái cất vào đi, đúng không ạ? Có đúng không ạ? Vâng, xin mời cô để nhân bản cũng như là rộng hơn nhiều người lớp người như cô để nhiều người biết đến, đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời cô về cái cách chia sẻ, hoặc là cô ấy làm sao mà đẩy cái năng lượng của mọi người lên để nó cảm thấy là phải ngồi đào vị ngay lập tức. Vâng, xin mời. Xin sự cùng ý tất cả các bạn ở đây. Hẳn hôm qua 11 giờ đêm mới bay từ Sài Gòn ra đây để kịp cái buổi sáng ngày hôm nay để dự hội nghị này ạ. Nên là rất mong là mọi người, Hẳn hôm nay cũng 60 tuổi rồi ạ. Tuổi ta là 61 rồi đấy ạ. Hẳn sinh năm 1962. Hẳn được Hội đồng Doanh nhân tiến cử thành phố chủ tịch đại diện ở Việt Nam. Năm nay đang là 6 năm rồi ạ. Và Hẳn lại tiếp tục được một nhiệm kỳ tiếp theo 5 năm nữa. Nên là Hằng sẽ luôn luôn đứng ở đây và để hỗ trợ cho những người có nhiều đi muốn đi Hawaii du lịch thì hãy liên lạc với này chủ tịch Đức thì Hằng sẽ kết nối và sẽ làm thư mời ạ. Thế còn đâu là Hằng cũng rất là mong muốn là tất
cả những người ngồi đây hãy lan tỏa thật nhiều đến cho tất cả những người dân Việt Nam, nhất là các cháu học sinh, sinh viên, các cháu học ở những trường trung cấp, để các cháu vào mỗi một ngày bây giờ chỉ có được 0,12 đồng đi thôi ạ. Thế nhưng mà 10 ngày sẽ được 1 đồng ạ. 1 đồng thì 11 đồng đấy nó tương đương với 314 đô ạ. Nên là các bạn hãy cố gắng giúp cho nhiều người dân Việt Nam, kể cả những người như mình 70-80 tuổi mà không biết sử dụng điện thoại thông minh là làm được ạ. Ở Mỹ nữa, người ta phát lên kênh truyền hình, người ta khuyến khích tất cả người dân Mỹ vào đi, nhất là các bạn thất nghiệp học sinh sinh viên của mình ở bên ấy rất là nhiều và đang vào đi rất là tốt. Việt Nam mình nên là cộng đồng đi bây giờ đến được một tỷ người đấy, nên là mọi người hãy tạo cơ hội cho người thân, người quen, bạn bè của mình ạ. Hằng thì cũng chia sẻ các bạn là năm nay cũng 61 tuổi rồi, nhưng Hằng cũng đã đi được gần 30 nước ạ. Và Hằng cũng rất là vui mà khi mà Hằng đã giúp được rất là nhiều bạn bè đồng ngũ, và mà cũng biết rằng là Hằng còn giúp được cả các sư thầy ạ. Sư thầy học ở trong trường đại học Phật giáo và các sư thầy đang ở chùa vẫn nam truyền cho các già nữa. Nên là các bạn hãy sao chép theo mình, hãy làm thật tốt những cái việc mà mang lại lợi ích nhất cho người dân Việt Nam. Nên là Hằng muốn là tất cả các bạn ngồi đây sau này sẽ trở thành những thành viên mà được đi Mỹ, đi châu Âu, đi những nơi nào mình muốn đi. Bởi vì một cái đồng, các bạn chỉ cần có 100 đồng đi bây giờ thì 3 năm sau các bạn đã thành triệu phú rồi, triệu phú đô la nhé, chứ không phải triệu phú Việt Nam đâu ạ. Nên là các bạn hãy cố lên. Hằng rất là mong, mình rất là mong muốn là mình sẽ là cái cầu nối tiếp dẫn các bạn trẻ từ Việt Nam sang Mỹ học hỏi, còn rất nhiều thế giới này còn rất là bao la rộng lớn. Các bạn mà cứ xem trên chương trình du lịch các bạn nhỏ, các bạn thấy Hawaii người ta đẹp như thế nào, mà dịch vụ mà khách sạn này, phòng này, dịch vụ về chăm sóc các bạn ở bên Dubai hoàn toàn bằng đồng đi ạ. Yeah. Nên là các bạn là tự tin lên, tự tin là đồng đi sẽ đưa mình đi khắp thế giới. Hằng chưa phải sử dụng đồng đi mà Hằng đã đi được 30 nước. Thì khi có đi Hằng sẽ cam kết đi với các bạn trẻ rất là nhiều nước tiếp theo ạ. Nên là rất là mong tất cả các anh chị cô bác ở đây đừng nghĩ là mình già không làm được. Các bạn đã nghe một câu chuyện của bên Trung Quốc, có một người phụ nữ mà 81 tuổi mới trở thành tỷ phú. Các bạn đã nghe câu chuyện đi, các bạn hãy về rất lên mạng hãy nghe đọc lại và đấy là động lực để cho chúng ta làm việc. Hằng nhá, Hằng là người ở phòng, người qua ở phòng, nhưng mà Hằng cũng đã từng ngã, vấp ngã ở truyền thống, rơi từ trên đỉnh cao, rơi từ xuống vực sâu, và tự một mình tự bò, tự lết, tự đứng lên đi lại. Bây giờ Hằng cũng hứa với các bạn, Hằng cũng sẽ trở thành tỷ phú sau 2 năm nữa thôi ạ. Sau Hằng sẽ là tỷ phú ra sau 2 năm nữa thôi ạ. Nên là giờ rất là mong muốn các bạn hãy tự tin lên ạ. Từ đồng đi này mình sẽ thay đổi được cuộc đời cho mình, cho con cháu mình, cho gia đình nhà mình, cho bạn bè. Nên là các bạn hãy tự tin an toàn. Đồng đi là 100% có thật và đã được cấp phép ạ. Xin hết ạ.